Kính thưa quý vị và các bạn, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây qua Đồng Nai sẽ cưỡng chế một số hộ dân liên quan đến bàn giao mặt bằng cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Ngày 16 tháng 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch tỉnh, yêu cầu các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất vận động tuyên truyền 11 hộ dân bàn giao diện tích còn lại để thi công cao tốc. Hiện trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua Đồng Nai còn vướng 7 hộ dân ở huyện Cẩm Mỹ và 4 hộ ở huyện Thống Nhất chưa bàn giao diện tích đất trong phạm vi giải tỏa. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và huyện Cẩm Mỹ thống nhất vận động tuyên truyền các hộ dân để lần cuối đồng thuận, nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, triển khai để thi công. Trường hợp 11 hộ dân thuộc hai huyện này tiếp tục không đồng thuận, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao thi công cao tốc theo đúng quy định. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây dài 99 km đi qua Bình Thuận, Đồng Nai, dự án thuộc địa phận phân đoạn phía đông của cao tốc Bắc Nam, được đầu tư bằng vốn của ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2022.